học tách cho tôi đúng rồi. À thế ạ. À? Thì xưa bây giờ nó rồi chán đi thì bỏ hết. À, đây là thời anh bé kìa. Không, đấy là thằng em. Đây. Đấy. Lúc tôi chụp cụ là 43 tuổi đấy. Máy này của tôi chụp nha. Tôi chụp cho anh, tôi tự động chụp đi. Đây là cụ bà thân sinh ra anh ấy. Vâng. Mất người. Anh có một bàn ghế đẹp nhỉ? Vâng. Đây cụ. Vâng, bà. Cô bà đẹp không? Cụ mất từ năm 2005. À thế à? 2010 như vậy. Đây là kiếm kiếm thật hay kiếm giả? Kiếm thật. Ôi chú sợ sao thứ nó nhẹ lắm mà ta? Không, khả năng kiếm thật đấy. Đấy, nó nhẹ gì? Ừ. Chú ta xem là nó chọc chết rồi. Đưa đây. Không kiếm thật thì kiếm gì đây? Đúng rồi, kiếm thật. Nó chọc cho mình một cái bây giờ. Nó sắc, mà nó nhọn. Chọc nó chết. Chết chết, kiếm nó chọc. Chết chứ còn gì đâu mà chắc nó chọc nó chết. Tôi nói là anh giao kiếm súng trong nhà tôi không thiếu. Nhưng mà tôi đố thằng công an là dám bật ngoài sách rồi. À không. Đi. Mình lo ngoan. Mình là con người của... Không phải anh ạ. Nếu như thằng dân khác mà lo hoạch sách thì đủ chết. Đi. Nhá. Đi chỗ nhà sau.